Rồi mình chào anh em nha. Hôm nay giới thiệu với anh em một mẫu gà bằng cao su non của Malai và rất là nhảy bổ nha anh em. Mình sẽ đem ra ngay chỗ đây mình quay cho anh em xem. Đây mình để đây mình quay cho anh em xem này. Thì cái mẫu đây là cái mẫu gà mà nó đứng cái thế rất là cao, chân của nó khá cao. Thì cái đây nó lợi một cái là anh em đang ở đồng, anh em để là những cái bờ ruộng hoặc là những cái đám lúa thì những cây rạ mà nó cao thì anh em để con gà này nó nhú vào mặt rạ thì con gà ngồi nó vào rất là nhanh, nó thấy rõ thì mình đánh nó, tỷ lệ nó nhạy hơn nha anh em. Mẫu trước thì mình nhập về một lô là sùng xuống để keo và đang cái thế đang kình đang tục á, nhưng mà cái mẫu này là cái mẫu đứng đang rù nhưng mà đứng cao lên. Đó, anh em nhìn từ xa này, anh em nhìn này. Đó. Anh em thấy không? Để mình xách một con ra ngồi đây mình để cho anh em xem. Đây mình để ở đây cho anh em xem. Nó hơi nghiêng rồi, không thấy được. Thôi thì mình để đằng này này thôi. Anh em mới chơi thì hay hỏi là con này là nó bằng chất liệu gì, thì chất liệu của nó là bằng cao su non mềm anh em ạ. Bóp vào thì nó vẫn mềm ha, và đánh thì con này nó rất là giữ bổi nha anh em. Nếu mà con bổi ngòi mà nó vào nó đá thì nó sẽ giữ, nó mềm y chang như là cái da mình á, da con gà ngòi á, thì con bổi nó rất là quyền vào đây, nó mê nó đá và nó có bỏ đi thì nó vẫn vào nó đá bình thường ha. Đó là lợi hại của con gà Malai là như vậy. Còn nếu mà chơi những con gà như gỗ hay là bằng gì á, thì khi con ngòi nó vào nó mổ thì nó đau rồi nó bỏ đi, nó ra ngòi nó tục hoài thôi. Khó lại thì cái tỷ lệ dính bẫy thì nó thấp hơn ha. Anh em nhìn mắt của nó này. Ừ, thấy không? Thần thái ghê không? Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Nếu anh em nào có nhu cầu cần đặt thì alo số điện thoại dưới màn hình ha. Rồi, cảm ơn. Xin chào.